tôi là Đỗ Thanh Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được đây là tôi đã mua cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Nhất là trước đây công việc của tôi đi làm về hàng ngày là rất là áp lực và mệt mỏi. Nhưng từ khi có cái máy massage Nuraco của Mỹ này thì mỗi một lần đi làm về tôi sử dụng thì tôi cảm thấy người nó rất là thoải mái, không như trước đây nữa. Nhất là nó có cái hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.